Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, cái tên Đại Đức Thích Nhuận Đức đang gây bão trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là sau cái phát ngôn thiếu ái ngữ về đồng bào dân tộc Khmer đã đưa thầy đến cái án phạt cấm thuyết giảng vô thời hạn. Nhưng ít ai biết rằng sau cái án phạt kia thì hàng ngày ở chùa, thầy đang phải chăm sóc cho trên 400 cụ già neo đơn, đang phải nương nhờ những ngày cuối đời của các cụ vào ngôi nhà dưỡng lão của tổ đình hộ pháp, nơi mà thầy Thích Nhuận Đức đang phụ trách. Và cũng ít ai biết rằng thầy đã trải qua một tuổi thơ dữ dội với đầy bất hạnh côi cút ở một vùng quê nghèo khó. Để chúng ta hiểu rõ về tiểu sử đầy sóng gió của thầy, chúng tôi mời quý vị đăng ký kênh để chúng ta cùng nhau theo dõi nhé. Nhưng trước hết, chúng tôi mời quý vị tham quan ngôi chùa và nhà dưỡng lão nơi thầy đang phục vụ quý vị nhé. Đầu tiên là hình ảnh ngôi chùa hộ pháp nơi thầy Nhuận Đức đang phục vụ. Mời quý vị theo dõi. Và đây là những hình ảnh tại nhà dưỡng lão, nơi thầy cùng với các tăng ni khác đang hàng ngày chăm sóc cho trên 400 cụ già neo đơn, cơ nhỡ không ai chăm sóc tuổi già, thì thầy và toàn thể các tăng ni và Phật tử tự nguyện đón về đây để chăm sóc những ngày cuối đời của các cụ. Và những cái hình ảnh cảm động nhất đó là thầy đã cưu mang một cụ bà trên 80 tuổi bị bỏ rơi ở chùa. Thầy kể là vào một buổi sáng sớm khi thầy lên chánh điện của chùa thì thấy có một vật gì đó nhúc nhích ở góc phòng. Khi lại gần thì thầy phát hiện ra đó là một cụ bà bị bỏ quên nơi chánh điện. Sau đó thì thầy đón cụ bà về nuôi dưỡng cho tới ngày nay. Bà cụ bị tai biến nói không rõ, một tay bị liệt. Mời quý vị xem thầy kể đây. Hôm nay có công đoạn mà nhà Đức chia sẻ, có một bà cụ người ta đưa vô chùa, người ta đi về. Bà cụ cũng biết niệm Phật, cứ quyết chí đi về cực lạc. No thấy chưa? Không biết hoàn cảnh gia đình sao không biết. Nhưng mà người thân đưa vào ông chùa, để đây luôn. Còn trong video này thì thầy nhắn nhủ đến những người làm con, nếu chúng ta chăm sóc cho cha mẹ chúng ta thế nào thì mai này con cái của chúng ta cũng sẽ đối xử với chúng ta y như vậy. Mời quý vị xem video. Quý vị nhớ rằng là như ông bà cha mẹ của mình, thì nhớ chúng ta chăm sóc lo lắng thì sao, thì sau này con cháu mình nó lo cho mình gì. Thầy Nhuận Đức đã nói rằng nếu chúng ta đưa cha mẹ của chúng ta vào chùa, trao phó trách nhiệm cho chùa để có thời gian rảnh rỗi thì đó là việc làm không đúng với đạo làm con. Mời quý vị nghe. Nếu như mà mình có cái tâm mình đưa đi để mình rảnh cái việc của mình thì là sai. Và một điều tôi rất khâm phục thầy là khi nhận các cụ già neo đơn không nơi nương tựa vào chùa thì nhà chùa không nhận một đồng xu các bạc nào. Mời quý vị nghe thầy tâm sự. Nhuận Đức thì lo cho rất nhiều người già quý vị. Thì một hai bà cụ già nữa thì có gì đâu. Ở đây chùa mình rất là đông, gần 2.000 người. Ví dụ như có những người nào tao muốn đi vô chùa mà tao khỏe, tao đi tới đi lui được. Nhà chùa nhận người không có nhận các bạc nào đâu. Nhưng các cụ phải biết niệm Phật, biết quy củ trong chùa để những đức tiền bày sắp xếp. Trên đây chỉ là một số hình ảnh về ngôi chùa và các hoạt động từ thiện, các công việc của thầy hàng ngày tại đây. Thưa quý vị, tôi sẽ cố gắng sắp xếp công việc để tuần tới này tôi sẽ lên thăm chùa và thăm nhà dưỡng lão tại đây. Tôi sẽ ghi lại những cái hình ảnh cụ thể để giúp cho quý vị tham quan một cách trực quan hơn. Còn trong phạm vi chương trình này thì chúng ta chỉ tìm hiểu về tuổi thơ đầy chông gai, đầy bất hạnh và những khó khăn của thầy thôi. Bây giờ tôi mời quý vị cùng với tôi chúng ta tìm hiểu về tiểu sử của thầy Thích Nhuận Đức. Kính thưa quý vị, thầy Thích Nhuận Đức là một trong những giảng sư Phật giáo trẻ tuổi nổi tiếng nhất hiện nay. Thầy có một giọng nói ấm áp, truyền cảm cùng với kiến thức Phật học sâu rộng đã thu hút đông đảo khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ đón nghe. Thầy Thích Nhuận Đức đã giảng dạy nhiều khóa học Phật giáo trực tiếp và trực tuyến trên khắp cả nước. Thầy cũng là tác giả của nhiều cuốn sách Phật giáo được nhiều độc giả yêu thích. Kính thưa quý vị, thầy Thích Nhuận Đức được sinh ra tại một làng quê Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
Thầy Thích Nhuận Đức là con trai út trong một gia đình nghèo có 7 người con, 3 trai và 4 gái. Sau này thì gia đình thầy chuyển về Kinh Sáng, Tân Châu để sinh sống. Cuộc sống gia đình của thầy gặp rất nhiều khó khăn. Cả đời cha mẹ của thầy lam lũ, cực khổ, làm thuê làm mướn đủ mọi việc. Nhưng cái nghèo nó vẫn đeo bám với gia đình thầy. Khi thầy lên 7 tuổi thì mẹ thầy bệnh nặng và qua đời. Mất mẹ, thầy lăn lộn với đời, mót lúa, tỉa đậu, tát vũng cá để kiếm sống, làm đủ mọi việc để sinh tồn. Chắc hẳn quý vị còn nhớ câu tục ngữ của cha ông ta đã để lại, đó là mồ côi cha thì ăn cơm với cá, mồ côi má thì liếm lá gặm xương. Thật vậy, thầy mới lên 7 tuổi thôi đã phải mồ côi mẹ rồi. Một đứa trẻ dù có cha yêu thương bao nhiêu, nhưng thiếu vòng tay chăm sóc của mẹ, thì đó là nỗi thiệt thòi, bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời. Không phải người cha không thương con bằng mẹ, nhưng tình thương của người cha thì cũng không thể bù đắp được cái tình cảm thiêng liêng của một người mẹ dành cho con, đó là tình mẫu tử. Và cũng từ đó, thầy không có đủ điều kiện để đến trường, đến lớp như chúng bạn đồng trang lứa với thầy. Thầy phải bỏ học rất sớm, lao ra vật lộn với đời để kiếm kế mưu sinh. Trong khi thầy phải mò cua, bắt ốc dưới trời mưa, trời nắng, thì những đứa trẻ cùng trang lứa với thầy đang được cha mẹ ấp ủ trong vòng tay yêu thương. Đến năm 17 tuổi, thầy bôn ba lên thành phố tìm cơ hội mưu sinh. Thầy làm đủ mọi việc để kiếm sống. Nhưng đến năm 25 tuổi thì một tin dữ một lần nữa lại đến với thầy. Đó là ba của thầy đã ra đi vì nhồi máu cơ tim. Cuộc sống cơ cực đã đành, tuổi nhỏ của thầy đã phải đối diện với quá nhiều sự mất mát và đau thương như vậy. Hàng đêm thắp hương cho cha mẹ, thầy luôn suy tư về cuộc sống vô thường của kiếp nhân sinh. Đến năm 29 tuổi, thầy có cơ duyên với Phật Pháp, biết đến chùa tụng kinh làm công quả và bắt đầu ăn chay trường. Sau thời khóa cộng tu 3 ngày tại tịnh Thất Quan Âm trên Lâm Đồng, thầy đã bén duyên cùng pháp môn tịnh độ. Thầy cảm thấy bản thân mình yêu thích pháp môn niệm Phật. Và rồi thầy trở về quê, tạm biệt những người thân yêu trong gia đình. Thầy quyết định khăn gói lên Lâm Đồng xin vào chùa. Thuở ban đầu, thầy thường được mọi người gọi với cái tên thân thương là chú Hiền. Với lòng quyết tâm, nỗ lực tu hành, hết mình chăm sóc cho người già, chú Hiền đã được sư phụ giao cho vai trò quản chúng. Sau 5 năm tu học ở tịnh Thất Quan Âm, chú Hiền lại được thầy Thích Giác Nhàn dẫn xuống chùa Hộ Pháp, tọa lạc tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu để tiếp tục tu tập. Thầy Thích Nhuận Đức có tên thật là Nguyễn Xuân Khánh, sinh năm 1980 tại xã Châu Phong, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang. Năm 1999, khi mới 19 tuổi, thầy xuất gia tại chùa Giác Nguyên, tỉnh An Giang. Sau khi thọ giới, thầy được cử đi du học tại Ấn Độ, theo học tại Học viện Phật giáo Nalanda. Đến năm 2008, thầy tốt nghiệp cao đẳng Phật học Nalanda. Sau đó, thầy tiếp tục học chương trình Thạc sĩ Phật học tại Học viện Phật giáo Nalanda. Đến năm 2013, thầy tốt nghiệp Học viện Phật giáo Nalanda với tấm bằng Thạc sĩ Phật học. Những giải thưởng và thành tựu thầy đã đạt được trong thời gian vừa qua, thầy Thích Nhuận Đức đã nhận được nhiều giải thưởng và thành tựu trong suốt quá trình tu học và giảng dạy Phật Pháp. Một số giải thưởng và thành tựu tiêu biểu như sau. Giải thưởng Tăng Ni Trẻ Tiêu Biểu do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng năm 2016. Giải thưởng Thầy giáo Phật giáo tiêu biểu do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng năm 2017. Giải thưởng Tôn giáo Hòa bình do Liên Hiệp Quốc trao tặng năm 2018. Sau đây, chúng tôi mời quý vị nghe nhận định của trang báo điện tử Tụng Kinh Tại Nhà.net đã đăng vào ngày 30 tháng 11 năm 2023 do tác giả Thảo Vi. Mời quý vị cùng nghe. Thầy Thích Nhuận Đức là một nhân vật có ảnh hưởng tích cực đến xã hội. Thầy là một tấm gương sáng cho những người trẻ tuổi, giúp họ hiểu biết thêm về đạo Phật và hướng đến những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Các bài giảng của thầy Thích Nhuận Đức đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và thu hút hàng triệu lượt xem. Các bài giảng của thầy đã giúp nhiều người hiểu hơn về đạo Phật và áp dụng Phật Pháp vào cuộc sống, giúp họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bài báo kết luận: Thầy Thích Nhuận Đức là một nhà sư trẻ tuổi tài năng, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Phật giáo Việt Nam. Tiểu sử thầy Thích Nhuận Đức là một tấm gương sáng cho những người trẻ tuổi, giúp họ hướng đến những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Thầy có một kiến thức uyên thâm về Phật Pháp,
Những bài giảng của Thầy được nhiều người yêu thích bởi tính gần gũi, dễ hiểu, mang đậm tính nhân văn. Thầy cũng tham gia nhiều hoạt động xã hội giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Kính thưa quý vị, sau khi biết được tiểu sử, quá trình Thầy đến với con đường tu hành, sự cống hiến cho công việc Phật sự và công tác xã hội đã được đông đảo không những Phật tử trong cả nước mà cả những người không phải là Phật tử đều quý mến và đặt niềm tin vào Thầy, vào Phật Pháp, vào chùa Hộ Pháp mà Thầy đang phụng sự. Nhưng không hiểu vì sao trong thời gian gần đây, Đại Đức Thích Nhuận Đức đã có những bài thuyết giảng không ái ngữ với lời lẽ khiếm nhã với đồng bào Khmer, gây bất bình trong dư luận, và kết quả là Thầy đã phải nhận án phạt cấm thuyết giảng vô thời hạn. Đây là một bản án rất nặng nề cho một tu sĩ Phật giáo. Riêng cá nhân tôi thì tôi tin rằng đây chỉ là những cảm xúc nhất thời, chứ không phải là bản chất của một tu sĩ đã có một trải nghiệm cuộc sống chín chắn như Thầy. Một người đi lên từ những khó khăn gian khổ, thấu hiểu được cách đối nhân xử thế, thông cảm với những hoàn cảnh của những người cô thân cô thế mà Thầy đã từng trải qua. Và tôi cũng tin rằng thời gian mà bản án dành cho Thầy cũng là cơ hội để Thầy soi xét lại chính con người của mình, để chiêm nghiệm lại cuộc sống, từ đó hoàn thiện bản thân mình hơn nữa. Và sau này khi bản án được xóa bỏ, Thầy lại tiếp tục cống hiến cho Phật Pháp, cho cộng đồng tốt hơn trên con đường phụng sự nhân loại mà Thầy đã lựa chọn. Thưa quý vị, những thông tin tôi trích dẫn trong video này từ nguồn chùahộpháp.com, đây là trang web chính thức của Chùa Hộ Pháp. Thứ hai là trang web tụngkinhtainha.net. Chúng tôi cũng xin cảm ơn tác giả của những đoạn video và những hình ảnh mà chúng tôi đã trích dẫn trong video này. Xin quý vị cho phép chúng tôi được sử dụng vì mục đích phụng sự cho cộng đồng. Nếu những thông tin trong video này chưa đầy đủ và chính xác, xin quý vị lượng tình thứ lỗi và đóng góp ý kiến của quý vị bên dưới phần bình luận trong video này để giúp cho chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị và hẹn quý vị trong chương trình lần sau.